Bây giờ có số 1 nhá, mình chỉ cần thêm một số 0 thôi. Yeah, hoàn chỉnh luôn. Thế là mình bài kiểm tra của mình được 10. Trời ơi, thế này thì bố mình chắc chắn là sẽ thưởng quà cho mình rồi. Và ai mà biết được chứ. Cô giáo không biết đâu. Tại vì bài kiểm tra này sau có nộp cho cô giáo lại đâu mà cô giáo biết. Xin chào các bạn đến với kênh Hà Sam. Đau đầu với lại các bài kiểm tra toán vở, sách vở, ui mệt người quá. Bây giờ biết làm nào, ăn nói nào với bố nhỉ? Sao cô giáo bài của mình thế này, cô giáo lại cho mình 1 điểm cơ chứ? Chán quá. Chán quá. Ôi dồi ôi, nếu mà biết mình bài kiểm tra toán lần này của mình được 1 thì chắc bố mình mắng mình chết mất. Ơi mà bố mình đã hứa với mình là nếu mà được 10 mới thưởng mình cơ mà. Được 1 thì thưởng cái gì, khéo khi còn đánh mình nữa cơ. Bút sáp màu đỏ này. Hay bây giờ mình sẽ sửa bài kiểm tra nhở. Bố làm sao bố biết được. Mình sẽ phải sửa để giống với lại bài điểm cô giáo cho mình. Bây giờ có số 1 nhá, mình chỉ cần thêm một số 0 thôi. Yeah, hoàn chỉnh luôn. Thế là mình bài kiểm tra của mình được 10. Trời ơi, thế này thì bố mình chắc chắn là sẽ thưởng quà cho mình rồi. Và ai mà biết được chứ. Cô giáo không biết đâu. Tại vì bài kiểm tra này sau có nộp cho cô giáo lại đâu mà cô giáo biết. Với 10 điểm này không biết là tí nữa bố mình sẽ thưởng mình cái gì đây nhỉ? Tò mò quá. Thích á. Đây, để đây, để tí nữa bố về nha. À, bố về rồi ạ, bố ơi. Bố vào về. Ôi, con đợi bố mãi bố ạ. Con đi học về lâu chưa? Con mới đi học về. Nắng quá nhỉ? Bố đi bố mệt không? Bố cũng nóng mệt. Nóng lắm hả bố? Thế hôm nay con đi học và học hành thế nào con? Bố ơi, hôm nay bọn con làm bài kiểm tra toán. Con được 10 điểm này. 10 điểm á? Đâu bố ra ạ? Đây, bố nhìn cho em. Bố... Ai dạ, con gái bố giỏi ghê nhở. Con nhớ lần trước bố bảo là nếu con được 10, bố tặng con cái gì đây, cơ mà. Đây, bố mua quà cho con đây. Yeah, bố mua quà gì ấy cho con xem. Nếu mà con cứ được 10 điểm thì ngày nào bố mua quà. Đâu, bố cho con xem nào. 10 điểm hay không? Đúng con này hôm trước con thích, con bảo bố mua đúng không? Hôm trước con bảo là bố mua cho con này. Đúng rồi, hôm trước con này bố bảo, con bảo là con thích này, xong bố mua cho con này. Thích không? Có. Sáng này, đấy. Bố mua cái con, mà... con cả đèn luôn nhá. Bố ơi, mặt của con này buồn cười nhỉ? Đấy, mặt của con này khè lưỡi này. Bố mua cho con hai con luôn. Hai con cơ, một con là mua trái tim, một con là mua biểu kè này cơ. Thực ra toán hả con? Vâng. Học giỏi thế, 10 điểm. Yeah. Ôi các em lại cười hay thế. Nhưng mà sao toàn tính toàn sai này mà lại được 10 điểm nhỉ? Tính sai đâu mà sai bố. 21 cộng 53 trừ 6 sao lại bằng 72? 74 trừ 6 mà còn 68 chứ nhỉ? Con bằng 72 đúng không? Con sai hết rồi. Không sai đâu mà bố. Sao cô giáo chấm 10 nhỉ? Cô giáo chấm 10 cho con đấy. 92 nhân 5 nhân 0. Thôi bố đừng xem bài kiểm tra sao của con nữa nhỉ? Đi. Bố tất đừng. Cả các con số nhân với 0 là bằng 0 mà. Bố đừng xem bài kiểm tra của con nữa đi. Để bố gọi điện hỏi cô giáo xem là thế nào nhá, hay cô giáo chấm nhầm. Không phải gọi điện cho cô giáo con đâu. Để bố gọi điện xem nào. Không phải gọi điện đâu. Cô chấm này sai hết rồi. Không phải là cô chấm sai đâu bố. Bố đừng gọi điện cho cô. Để bố gọi điện cho cô. Không phải gọi điện đâu bố ạ. Thôi bố không phải gọi điện đâu. Con làm này sai hết rồi mà cô giáo chấm 10 cho con. Không phải gọi điện đâu bố ạ. Bố làm sao mà không gọi điện con? Bố đừng gọi điện. Bố mà gọi điện là mang thì là mắng con luôn. Đây là cô đã chấm nhầm cho con mà. Đúng không? Nó sao mà mắng? Hay là con tự chấm cho mình đây? Không phải cô đã chấm. Thế nào đó bố nghe thế nào? Thực ra là bài này của con. Con tính sai hết sạch sành xanh. Xong sao cô đã lại chấm cho 10? Cô giáo cho 1 điểm thôi. Thế là con sửa điểm à?
con sợ bố mắng nên là con thấy bút đỏ trên bàn con sửa thành số 0, thêm một số 0 nữa. Cái này không được rồi con ạ. Con làm như thế này bố rất là thất vọng rồi con gái ạ. Nếu mà con được một điểm thì con phải nói với bố chứ. Điểm nào cũng là điểm mà, chỉ cần con cố gắng thôi. Chứ ai con lại sửa điểm như thế này. Nếu mà con cố gắng thì dù có là một điểm nhưng mà bố vẫn vui vì có sự cố gắng. Con học kém mà lại sửa điểm như này, con làm mất niềm tin của bố à. Mất niềm tin của bố mà từ bây giờ bố không tin con nữa. Bố ơi, con biết lỗi rồi, con xin lỗi bố. Thật ra con không dám thế nữa đâu. Tại con cứ nghĩ là nếu mà con được 10 điểm bố sẽ vui, bố sẽ thưởng quà cho con cơ. Nhưng mà con không nghĩ là con nói dối như thế lại mất niềm tin của bố. Bố đừng ghét con nhá. Sau ngày hôm nay bố nghĩ là con nên thành thật hơn, đừng bao giờ nói dối bố nữa nhá. Bố ơi, con hứa với bố là từ sau con sẽ không hành động như thế này nữa đâu ạ. Con sẽ cố gắng để trở thành một đứa trẻ ngoan và con sẽ cố gắng được điểm 10 thật sự để về khoe với bố nhá. Bố đừng buồn con nha. Được rồi, lần này bố bỏ qua cho con nhưng mà con nhớ là lần sau không được hành động như thế nữa nhá. Thôi bây giờ con chơi đồ chơi đi nhá. Vui lắm nha.